Thưa quý vị, vừa qua, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo đến Chư Tôn Đức Ban Giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, Ban giám hiệu các trường trung cấp Phật học trong cả nước, kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm toàn quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2024 tại thành phố Đà Nẵng. Theo thông báo, khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại thành phố Đà Nẵng dự kiến từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 4 năm 2024 ở Sandy Peak Resort, số 21 đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo giáo hội, các vị cố vấn ban giáo dục Phật giáo Trung ương, lãnh đạo ban giáo dục Phật giáo Trung ương, giáo thọ, giáo viên các trường trung cấp, cao đẳng Phật học trong cả nước. Thời hạn đăng ký gửi về ban tổ chức trước ngày 20 tháng 3 năm 2024. Được biết, sau khóa bồi dưỡng này, các học viên sẽ được ban giáo dục Phật giáo Trung ương cấp giấy chứng nhận đã tham dự nhằm đi đến sự thống nhất đồng bộ trong việc đào tạo ở hệ thống trung cấp Phật học tại các tỉnh thành thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông tin liên hệ để được hỗ trợ, điều phối thực hiện thượng tọa thích chút tính số điện thoại 0327 551855. Tiếp nhận danh sách đăng ký, Đại Đức Thích Huệ Đăng, số điện thoại 0905 052 683. Cư sĩ Phan Minh Hải, số điện thoại 0905 371 711. lưu trú đại đức thích đạo hạnh số điện thoại chín bảy cư sĩ đặng văn tài số điện thoại chín bốn chín đón đưa đại đức thích hạnh toàn số điện thoại chín ba năm cư sĩ huỳnh quang hộ số điện thoại chín sáu tám y tế bác sĩ Nguyễn Văn Điền, số điện thoại 0935 038 699, bác sĩ Trần Thị Kim Dung, số điện thoại 0905 044 344.